Chiều ngày 22 tháng 9, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiếp nhận 4 cá thể khỉ đuôi lợn và khỉ vàng vẫn còn sống khỏe mạnh do các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở huyện Kỳ Anh và huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao để thả về môi trường rừng tự nhiên. 4 cá thể trên nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, nghiêm cấm săn bắt buôn bán. Trong số 4 cá thể khỉ này có một cá thể 1,5 kg, 2 cá thể có trọng lượng mỗi cá thể 2 kg và một cá thể 7 kg. Tất cả đều do người dân trên địa bàn thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc thuộc huyện Kỳ Anh và ở tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà tự nguyện giao cho cơ quan chức năng. Số cá thể khỉ này sẽ được cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi chăm sóc sức khỏe đến khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết mới tiến hành thả về môi trường rừng tự nhiên. Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang, tính từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 350 cá thể động vật, trong đó có 215 cá thể nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do người dân và các đơn vị, cơ quan chức năng trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bàn giao để thả về môi trường rừng tự nhiên.